Xin mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh video clip của cửa hàng Trưởng Cần.com. Địa chỉ bên mình là 118 ấp 12, Hội An, chợ Mới, An Giang. Hotline là 0902 759924, và số điện thoại chính mình dùng và có dùng Zalo là 0976 450089. Thông tin như trên bảng á. Quý khách hàng và anh em lưu ý là mình dùng chỉ một số Zalo duy nhất là số 0976 450089. Rồi hôm nay là chiều ngày 20 tháng 4 năm 2020, hình bên em có về thêm một lô cưa máy cắt cỏ, nó có đủ cỏ hết á. Rồi bây giờ em sẽ đi qua sơ lược cái lô máy thằng này. Rồi nó có Maru 20-23. Rồi cái lô cưa bên này thì nó về đủ mẫu hết. Nó có tên Echo, Homelit, Shingu, Makita, Tanaka, Shindewa. Có một con cắt cọc bê tông bên kia nữa. Và cả 20 cái con máy cắt cỏ Komatsu model 3000 á. Đây là mẫu máy lớn có trợ lực hết. Cái này nó vừa xuống xe luôn nên từ công về sau nó còn như vậy nữa. Rồi quý khách hàng tham khảo sơ rồi. Cái này là bên em chưa có dọn rửa con nào hết, vừa mới xuống công luôn. Rồi đầu tiên sẽ đi vào chi tiết cái lô lần này thì nó có mười mấy con Echo 302. Những con này khi mà dọn ở hoàn chỉnh thì giá nó sẽ là 1.600.000 chưa ship rồi. Cái con này mình thấy nó còn khá là đẹp đó, hơi tốt. Mấy cái lô này thì em mua lựa ha, nên kiểm hơi nó còn tốt. Echo 302 giật thử hơi một vài con đi, tại con nào cũng được. Máy tốt hết, không có dính con nào hết rồi. Rồi giờ nó có cả 60 con Komatsu G320 hoặc là DOB 32 á. Những con này thì giá sẽ dao động từ 1.800.000 tới 2.000.000 trên một con, tùy mẫu á, tùy hình thức máy, số đẹp á. Rồi đây những con Komatsu G320 và DOB 32 giật thử hơi. Giật nhẹ thôi, giật nhẹ mới nghe hơi được. Quý khách hàng thông cảm cho lúc này là nó vào giờ 5 giờ mấy giờ chiều á, nên nó có cái lo phát thanh gần kế bên nên nó hơi ồn. Rồi giờ nó có khoảng chừng gần 40 con Echo 331, 330, 361, 362 á. Thì mua đen thì sẽ phân ra là hai loại, Echo 33 và Echo 36 á. Giá những con này thì những trong cái clip trước em cũng đã có báo giá sơ qua rồi. Thì những cái con Echo 331 thì giá sẽ là 1.950.000, còn Echo 36 thì giá sẽ là 2.100.000 tới 2.300.000, tùy cái mẫu lam là lam Latin hay lam bánh xe đi theo máy nữa. Đa số là nó có lam bánh xe theo máy. Rồi giật thử hơi vài con nha. Lô máy này em mua lựa riêng nên máy nó còn ok, không con nào dính hay cứng máy. Em xin báo giá sơ lại là Echo 33 là 1.950.000 ha, còn Echo 36 là giá 2.100.000 tới 2.300.000 tùy vào cái mẫu lam mà đi kèm chung với máy. Rồi lô máy thì cũng khá là đẹp luôn ha, nó còn sáng đồ, liền đủ đồ ha, không có gậy bể gì nhiều ha. Rồi nó có về thêm mấy con ba lô Mitsu tên là 33. Mấy con này thì đã có lái dặn em rồi, mấy con này thì đã bán rồi. Rồi tiếp theo là cái lô cái cỏ Maru này. Lô này phải nói là đẹp xuất sắc luôn ha. Đây, liền sáng đủ đồ hết à. Nó có Maru 20 và 23
tâm liền tâm đời lộn xộn trong này ha. Thì quý vị có thể thấy là hình đất máy chưa rửa nhưng mà nó còn đẹp được như vậy luôn. Nhiều con là nó còn săn trong cái bình săn lớn luôn. Lô này thì nó khoảng 100 mấy con á. Maru 20-23 đây cái cần đó. Không có dính bụi đất gì nhiều luôn à. Lô này phải nói là rất là đẹp luôn. Thành giấy chén đầu bò nó còn đủ hết nữa. Không có bị thiếu cái gì hết. Rồi em xin báo giá sơ bộ luôn là cái mẫu Madu 20 á, giá bán lẻ là 1,5 triệu á. Còn cái model 23 thì nó sẽ là 1,7 triệu. Rồi giá nó sẽ có thể trở lên 100.000 tùy cái vào cái mẫu máy. Mẫu máy là tôm liền hay là tôm rời á. Như cái mẫu này là tôm liền đi. Còn mẫu này là tôm rời ha. 1,5 triệu, 1,500,000 và 1,7 triệu. Giữa hai model Madu 20 và 23. Này, nó có mấy con đang kiểm tra thấy còn xăng này giật thử là nó nổ luôn. Những con còn xăng em giật thử là nó nổ luôn. Còn những con khác dây giật nó còn trắng tinh luôn. Thì lô máy nào về phải nói là cái lô này nó rất đẹp, dây giật còn trắng hết. Dây giật đều trắng tinh hết luôn. Chỉ có một vài con là nó hơi xuống màu. Cũng có nhiều mẫu chào lực trong này. Rồi lô Maru này thì em sẽ đi qua. Này nó khoảng 100 mấy con à. Anh em quý khách hàng nếu có nhu cầu thì liên hệ với em. Qua số điện thoại chính em hay dùng là 0976 450089. Hai model này thì trên website em vẫn chưa có đăng. Trên website thì em chỉ mới đăng cái model Maru 26 thôi. Rồi về lô cưa này thì nó có quá nhiều mẫu nên em không có báo giá chi tiết nữa ha. Tại này là mua lô nó về lộn xộn. Nó có xiên gu, cưa tay cục, tay dài, xin đê qua 400. Nó có tên 017, 021, 015, 041. Có xin đê qua 350. Makita 3201, xiên gu 51. Mấy con đời cổ không biết cũng có luôn. Echo 3,500, 3,900. Những cái giá này thì một số mẫu là em có đăng nhiều trên website á. Quý khách hàng có quan tâm thì vào địa chỉ website gọi tên model ra giùm em. Địa chỉ website là cửa hàng chân làng.com à. Lô hình có khoảng 70 mấy cây, nó còn nằm lẫn lộn ở dưới cái đống cát cỏ nên em không có quay hết được. Rồi có một con điêu bi hệ 336. Rồi đây là một số cái mẫu máy cỏ công suất lớn GBCZ 3000, có model 2006, đa số là mẫu 3000 nhiều à. Hisaki 305. Bây giờ giá bán lẻ của những con này là giá nó 2,5 triệu à, nên em xin báo giá luôn. Như mày đã dọn ngõ hoàn chỉnh luôn rồi à. Ryubi 3000 giá bán lẻ nó sẽ là 2,5 triệu, dọn nọ sạch sẽ hoàn chỉnh cho quý khách hàng luôn à. Cái này nó khoảng chừng 20 con à. Chỉ có con này là nó lộn vô, có con này là 2,6, nó không có trợ lực. Đa số những mẫu 3000 là cái chụp giật nó có trợ lực hết. Cái chụp giật trợ lực thì mình kéo thì nó có mà thử hơi được. Tại vì nó chụp giật trợ lực đó, mình kéo nó có bộ cái dây hiệu. Dây hiệu trên nó trợ lực. Đa số cũng còn đẹp hết à. Không có con nào cứng máy hết, giật được hết. Không
Tổng quan lô máy về ngày hôm nay sẽ có bao nhiêu đây ha? Quý khách hàng và anh em quan tâm mẫu nào hoặc là cần thêm thông tin gì thì xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ bên em là giống như ở trên bảng. Địa chỉ cửa hàng là 118 ấp 12 Hội An chợ mới An Giang ạ. Địa chỉ website là cửa hàng chim cần.com, hotline 0902 759924 và số chính em dùng là 0976 450089. Rồi trên đây thì em xin phép tạm dừng video clip giới thiệu cái lô máy ngày hôm nay. Cảm ơn quý khách hàng và anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau ạ.